Vâng, tiếp tục với hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long trong dịp trung tuần tháng 3 âm lịch, chúng ta đến với một cây xanh. Đây là cây xanh Nam Điền này, bệ rễ bám viên đá này. Hình như là đây là đá nhân tạo, đúng rồi, kết hợp với những cái ghép xi chứ không phải là một nguyên bản là một cây một một mảnh đá đâu nhé, đúng không anh? Rồi, cây xanh Nam Điền trực hoành bám đá. Chiều cao là 50. Tàn bay là 58. Hoành đo cả cả bệ đá này. Hoành đo cả bệ đá là được là 60. Giá giao mua với anh em là bằng 2 triệu rưỡi. Rồi, giá 2,5 triệu. Và chúng ta chuyển đến một cây cần thăng. À, có lẽ là chỗ này tôi thấy anh có mấy cây nhỉ? Ba cây liền nhau đúng không? Ba cây cần thăng kết hợp với cái tiểu cảnh như là ba giọt nước luôn này các bác ạ. Kể cả từ dáng cây đến tiểu cảnh. Anh em nhanh tay chọn cho mình nha, không để hết mất. Đợt trước có mấy chục cây anh em lại chốt hết. Cao là 55. Tàn độ là 44. À, tàn độ là đo nhầm. Xin ở chỗ này mới năm mới. Tàn độ 70 em đọc 44. Ừ, thật. Cái này giá bao nhiêu anh? Em báo với anh em 1 triệu. Giá 1 triệu đấy ạ. Vâng, lại cần bao ship nữa. Bao cái này đóng thùng cũng không nhỏ đâu. Cái này tốn tiền ship ạ. Ôi rồi. Mà 1 triệu. Vâng, tôi xoay luôn cả hai cây còn lại đấy. Cây cùng vị trí đây các bác xem luôn này. Anh em mình chọn cây nào thì chọn nhá. Đấy, cây tiếp theo đây. Cây này thôi, tính cây này không phải đo nhỉ. Cây báo anh em 800 ạ. Cây này thì 800. Khuyến mãi Vâng. anh em nào mua. Thế còn cây này? Cây này báo anh em 1 triệu. 1 triệu. Ai mua 3 cây thì bán cho anh em là 3824. À, 3 cây thì đồng giá 800. Còn mua lẻ 1 triệu. Đầu tư một sân bonsai chỉ hết được 10 triệu đẹp 5 năm cơ sở. Vâng. Mười triệu là đẹp long lanh. Tôi vừa rồi tôi đầu tư đến 9,9 triệu mà vẫn chả đẹp Đấy là bác cứ chạy theo hồn Vâng. Rồi, quê Nam ok Điền, nhá. Nam Điền cái tỷ cũng vẫn bình thường. Di chuyển tiếp này. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây ổi ta nhé. Nhìn cái phông cây ổi ta đẹp quá các bác ạ. À, thứ nhất cái phần gốc bệ này. Anh ấy kê vị trí cửa sổ, đương nhiên là độ sinh quay nó hơi ngược sáng. À, khi ghé gần vào thì nhìn nó mới nét được, còn nhìn xa nó loáng loáng ở đây. Bệ ổi ta điểm 1 này, sau đó nâng lên điểm tay thứ hai này, nói chung là đẹp. Một thời gian sau sẽ tháo dây xong sẽ thuần cây đẹp đấy. Hoành là 34. Vâng. Cao là 44. Tàn rộng là 88. Và khi đặt ống kính như này nhìn qua cái
cái bức tường mà canh căng nhựa. À, nhìn nó như là cây ổi được đặt trước làn sương mù, sương mờ. Đấy, đây này. Với giá báo là 4 triệu. 4 triệu. Và độ sinh chụp cái ảnh cây ổi giá 4 triệu. Cây ổi ta cũng hấp dẫn. Vâng, cây này với cây bên kia nó cặp đôi này. Đấy. Chiều cao 50. Bản được 70. Cái này bao nhiêu anh? Bảo với anh em cây là 900k. 900. À. Và tiếp tục đến với một cây si búp đỏ. Chiều cao là 48. Chiều rộng là 50. Hoành cổ thân chỗ này đo là được 22. Cái này báo anh em 3 triệu. Vâng, chúng ta đến với một cây ổi ta mà đang hoa này. Ra hoa đây rồi. Quả này. Đấy, cây ổi này anh em kê hơi ngược này. Đấy, đâu chiều. Quả đâu anh chỉ quả đâu. Đấy. Đấy là cái nụ hoa chứ sao quả. Quả chứ, nụ hoa hết rồi. Đâu? Đây, đây là quả, nó thu quả rồi. Quả, thu rồi. Quả ổi sao nó thế này? Thì nó một quả con. Hiệp. Đây này. Đây là cái hoa đã nở rồi và cái hoa sắp nở đây này, nó là nụ đấy nhá, không phải quả đâu. Đấy. Thì quả thì... cái màu quả nó khác cái chứ đâu nó. Nhầm mất à. Ừ. Tức là tương lai là cây này thì chắc chắn là cái hoa như này là cái quả sẽ nhiều rồi. Hoành là 30 năm. Ừ. Anh em kế một cây. Cao 58. Làn 60. Cái này báo anh em là 3 triệu rưỡi. Vâng. Được, thân thủ cây ổi hay đấy. Ba triệu rưỡi. Rồi, chúng ta đến với một cây sung nhé các bác. Cây sung đang đeo quả rồi. Ăn được quả nhỉ mặt nhỉ mặt. Ăn làm gì? Ôi cây sung cảnh để mà chơi mặt. Ngon quá nhìn. Cứ khó cưỡng. Hoành là 48 ấy. Ừ. Cao là 55. Rộng là 75. Giá giao lưu với anh em là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Được. Chơi được mà. Cái hay cái này là nó đeo quả được rồi. Đeo quả không? Rồi. Và chúng ta đến với một cây xanh đây nữa. Cứ đến xanh là lại là cái hàng vip vip vip. Vào tay. Được.
U cục đây mình như đây. Làm điện xịn anh em nhé. Rồi. Đo cái bệ này bác ạ. À. Đo cả cái bệ này nhá. Cả cái bệ cũ này là anh em này đo là bệ của cây là được 79. Cao 58. Rộng được 43. Anh này báo với anh em là bằng 18 triệu. Giá 18 triệu. Rồi. Vâng, chúng ta đến với một cây tùng cối này. Cây tùng cối với dáng hoành hết. Anh đuổi bỏ con nhái này. Anh nhìn thấy con nhái không? Ở trong nhà mà nó cũng vào. Hất qua cửa sổ, hất ra cái bể nước ngoài kia là được. Đẹp quá nhỉ, dáng cây để tôi nhìn cái hình này đúng là phía sau như là mình quay ở trên Sapa, sương mờ đấy, bóng cây tùng này. Vừa mới ra lộc, đợt lộc đẹp xanh biếc. Chỗ này làm mới làm nũa đẹp này. Anh em chưa làm thịt đúng xinh. Ừ. Mạch đời còn lại. Cái này giá bao nhiêu anh? Cái này giá anh em là bằng 4 triệu. 4 triệu. Anh kéo hết từ gốc ra thì hết cái tàn này. Đây là chậu tàu của anh em nhé. Chậu tàu đẹp mà. Bay từ điểm đầu đến điểm cuối là 70. Rồi. Hoành được 12. Chậu tàu này đẹp đấy. Vâng, bây giờ chúng ta đến với cây sung. Đây là một cây sung mà được đặt trên miệng của một cái chum. Là ký ghép vào chum. Tán bay là 65. Chiều cao là 55. Giá báo với anh em là bằng 3 triệu. Vâng. Rồi. Vâng, di chuyển tiếp đến một cây cần thăng dáng huyền này. Ôi giời, quấn cái thân rẻ quá nhỉ. Hoành được 12 bác. Tán độ được 70. Chiều cao từ mặt chậu lên được 70. Giá báo với anh em là 1 triệu. Giá 1 triệu. Rất là hấp dẫn. Tiền chậu, tiền công trở. Bao hết. Vâng, anh em chúng ta tiếp tục đến với một cây lục vừng. Năm mươi nhăm này. Vâng. Rồi. Bố bệ đẹp thật. Cao là 50. Rộng là 60. Cái này bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi. Giá 3 triệu rưỡi. Rồi. Vâng,
Tôi đang giới thiệu với các bạn đây là cây cần thăng mà chúng ta vừa mới xem ở phút trước này. Thì bên này hợp tác xã có một cây thứ hai luôn, cũng rất là giống, kể cả từ cái chậu là một cặp, một cặp nhé, chúng ta chơi cặp đối xứng được. Hay đây, cây này cũng giá 1 triệu. Cũng giá 1 triệu. Vâng, đồng giá 1 triệu à? Vâng, bác sĩ chỉ đạo. Đây hình ảnh đẹp không? Chúng ta có 2 triệu là được chơi cặp cần thăng đối xứng trược huyền. Đấy, bóng cây rất đẹp nhé. Ở hình ảnh này chính là cái mặt phải của cây này. Bóng tản vân đẹp quá. Và trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây khế. Đây là cây khế gân, tầm nhỏ, một người bê thì hơi hơi nặng, tốt nhất là 2 người di chuyển nhẹ nhàng. Cao 47, vành 47, cao 55, rộng 50. Này báo anh em là 5 triệu. À. Báo là 5 triệu. 5 triệu cây này. Rồi. Và Độ Sinh xin mời các bạn chúng ta tiếp tục giao lưu với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long ở những cuốn video tiếp theo.